đã không? Sướng không? Có đã đúng không? Ủa, đầy đủ. Có đèn nãy giờ. Thiệt luôn á, chị Mai nè. Còn dưới đây là ốc Titan, ở nhà em còn bịch nữa. Bịch từ Mobile Bo không à? Đúng là của cọc cào nha. Là dòng Motocross á, là đâu có cần khí động học đâu. Nhiều khi cái đầu bạn không được tỉnh táo, bạn phải chi tiêu cho những cái đó nó được tập. Mà khi mà mình nhận ra thì nó trễ rồi bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đang bên ở bên Bu. Thì qua soạn đồ cho bạn coi trước là sắp tới sẽ lên con WR này món gì. Thứ nhất đó là mình sẽ lên con heo trước. Mình sẽ tạm nói nó là con sò nha. Tại vì nhìn nó giống con sò. Đó, con này là tháo xe KTM đó bạn. Đẹp không? Con này là heo 2 bit. Anh Hải qua rồi. Con này là heo 2 bit các bạn. Lúc đầu là Vinh tính sơn đen nhưng mà chị Mai nói là có sẵn con màu đen cho nên thôi Vinh mua luôn. Còn con heo sâu thì Vinh sẽ sử dụng con anh em nào đi cá mập thì anh em sẽ không lạ với con này rồi. Đó là con heo sâu của BMW cá mập tháo ra. Hãy điện thoại cho tôi, trời ơi. Hãy. Anh Bu đi công chứng mà không đi không mang điện thoại là hay rồi. Thì con này mình không dùng cái bát này, mình sẽ dùng cái bát khác. Nhưng Bụt sẽ làm cái bát khác. À, có người đi chơi qua trả đồ. Logo đẹp ha. Bố còn rất là dày các bạn. Bố dày cui à. Thì đây, mình sẽ để hai con heo này cho anh em xem. Đã không? Sướng không? Quá đã đúng không? Thì đơn giản vậy thôi. Mấy cái logo này thì mình đang tính sơn đỏ nè. Logo này mình sẽ sơn đỏ cho nó nổi. Chỉ nhờ chị Mai sơn. Còn về cái bát sau, mình sẽ dùng cái bát của KTM luôn. Bát Rambo tháo xe KTM. Mình dùng Rambo quen rồi, mình dùng rất là lâu rồi. Xe nào cũng dùng Rambo hết. Thật thử là mình sẽ dùng lại Rambo thôi. Đây, ti vàng. Có cái mắt Vinh đó cho nên nó sẽ lấy cái mắt của Vinh, nó không lấy cái này. Mình đầu tiên lấy nét ở mắt các bạn. Đẹp không? Tia vàng luôn. Đó, vậy thôi. Ngoài ra thì cặp niền thì sẽ cho bên anh Bu sơn màu đỏ, đùm màu đen. Còn về phần mấy cái kia cũng để anh Bu chế luôn. Để bên lâu cái tay một chút. Một xíu. Để xíu nha. Đây con heo trước và cái dĩa trước đây. Thì mình sẽ thay cái dĩa lớn. Mình thay cái dĩa lớn vào. Và sau đó mình sẽ thay con heo mà hồi nãy mình nói nè, thay vào ha. Ngoài ra là mình sẽ thay lại toàn bộ cái hệ thống dây dầu luôn. Mình sẽ gắn dây màu đỏ. Một xíu mình sẽ quay dây dầu cho anh em coi. Còn ở đây sẽ là con heo sau đây. Heo sau nó xin, nó cho mình heo trước heo sau giống ẹt này nọ, xe zin vậy đó, không có gì đặc, không có gì đặc sắc đó bạn. Đó, và dây dầu màu đen rất là to. Thì mình sẽ làm lại, mình sẽ gắn con heo cái mập vô. Sau đó mình sẽ đi lại dây dầu cho nó thật là đẹp, nó gọn gàng hơn nha. Và các bạn nhớ hình ảnh này nha, để mà mình sau khi mà mình làm xong á, xem coi nó khác biệt và nó sẽ đẹp hơn như thế nào. Còn cái bát mà cái ben đạp nãy mà Vinh quay đây là mình sẽ thay vào cái ben này, cái ben Nissan Zin nè. Đó, và cái ben Nissan Zin này á là nó sẽ có một cái bình dầu rời. Đó cũng là một cái mà Vinh không thích, nó nhìn tổng thể nè. Nó rất là rườm rà các bạn thấy không? Và khi mình thay cái ben hồi nãy Vinh quay vào á là nó sẽ tích hợp bình dầu sẵn luôn. Sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Vậy thôi. Dàn chân mà trước khi độ nha mọi người nhớ nha. Sẽ biến hình lắm luôn á. Thì mình sẽ để cái mâm cho đây cho bạn hình dung. Rồi khi nào có rồi mình sẽ quay tiếp.
Và cái đuôi nữa là cho các bạn coi cái đuôi. Đuôi này bây giờ nó đang rất là zin và nó hiệu quả của nó cao lắm. Nhưng mà để mà mình làm lên cái bánh xong xuôi hết á, mình sẽ vuốt đít luôn. Mình sẽ cho cái đít nó thật là nhọn, đúng ra kiểu mô tạc nha. Nhìn cái biển số mới nhớ, này có giới hạn lấy biển số mà Vinh còn chưa lấy nữa mọi người. Rồi, để vô quay cái dây dầu cho anh em coi. Rồi đây, thì ở đây có rất là nhiều màu nữa các bạn. Màu đỏ nè, màu đỏ, màu đen, màu xanh lá, màu đỏ tươi. Ở dưới là màu, không, ở trên là đỏ bầm, ở dưới là đỏ tươi. Đây là, nó giống như là xám đen đó chứ không phải là xám. Để mình tăng ISO lên xíu một chút. Đó, cho mình sẽ thấy màu dễ hơn nè. Nhạc sôi động quá. Cái này xanh dương. Máy này chắc mình sẽ không thích rồi. Bên đây là dây cũ nè. Đó, mấy dây nè, mấy dây chắc cho xe nhỏ nè. Anh em nhìn, anh em hình dung ra đỡ nha. Cái này dây cũ, ít. Dây cũ với lại mấy cái dây mẫu á. Thì mình sẽ chọn cái màu đỏ bầm giống như dây cũ đi. Cái này này. Mình gắn trước sau luôn. Cái này nhìn thì tưởng là màu xanh Roxy nhưng mà không phải đâu, cái này là xanh xanh ít đó, xanh Kawa đó. Nó nổi lắm. Không đi được đâu. Còn cái này là đỏ tươi mất rồi. Đỏ này đỏ, đỏ lấy luôn. Đỏ này nè. Rồi mấy cái đầu thì nó sẽ bên này. Đầy đủ. Có đèn nãy giờ thiệt luôn á, chị Mai nè. Đây, đầu đây, cái dàn đầu đây. Úi chà, sướng không? Để mình chỉnh nên nó không có bị giật nha. Đó, đủ thứ đầu luôn các bạn thấy không? Nè. Đủ thứ cốt bánh dưới nè. Thì mình xem coi có gì hay hay thì mình sẽ gắn lên. Rồi mình quay cho các bạn coi. Ê, dĩa sitcom. Đó thì hay quá anh. Hay vừa vừa. Cái đó là quá quá hay luôn. Ngoài này chắc cũng hay vừa thôi. Cũng hay ấy á. Carbon nè. Cào cào thì gắn cái này nó lại không có vô kỳ. Nó lại không có liên quan á. Mình thử là bên hôm Vinh cũng chưa có nghĩ tới cái vấn đề đó. Đó, cái màu bạc của nó nè. Thấy không? Màu bạc là nó sẽ nhìn vậy đó. Mà màu bạc thì Vinh thấy nó không được cứng xe á, cho nên Vinh mới để màu đen. Còn dưới đây là ốc titan, ở nhà cũng còn bịch nữa, bịch toàn mua bên bu không à. Đó, rồi bát kẹp nè. Dây ốc dầu nè, lum hết. Gù carbon nè. Nhiều lắm mà mấy cái này Vinh, anh em chắc cũng đã quen mắt rồi ha. Đồ chơi thì anh em cũng quen mắt rồi. Bát nè. Mình thích cái bát bên bu làm tại vì nó nhìn giống zin á, nhìn nó không có bị lộ ra là bát làm, và bát nó không được chi tiết thì những cái bát mà làm kiểu này thì đẹp. Thích ưng cái kiểu này đó. Mới quay sơ sơ cho anh em coi nha. Dưới đít đồ quá trời là còn gì đúng không? Thì bây giờ con này mình cũng phải cố gắng chứ. Rồi cái nón mới. À rồi, thì cái nón này nó nếu mà nó là hàng mới á thì nó rơi vào khoảng 6-7 triệu hả, cỡ đó. Thì cái code của nó là Iroy này nè. Iroy Helmet Street. Còn cái dòng cao hơn nó sẽ mắc hơn. Vinh chưa vệ sinh nữa, đợi đỡ một hai hôm rồi Vinh sẽ đưa đi vệ sinh kỹ, thật kỹ. Đẹp không? Mà khá hả? Cuốn chật tắt rồi, lý đẹp lắm. Thì bên trong đây camo này nó lạ. Mấy cái nón này nó sẽ khác những cái nón Bita là nó nhẹ hều à, có gì hết. Bù lại nó xong nó có cái kiến, nó có một cái Google ở ngoài nữa mà mình không đem. Để hình đây cho anh em coi. Đây thì mình đem kiến này. Rồi mắt mới mổ nên mình cũng chưa có đi ra nắng được á, không có để mắt nó trực tiếp với nắng được. Nào cũng phải có một cái kiến râm để bảo vệ mắt hết. Cái tia UV nó vô mắt mình nó chịu không nổi, mắt mình chịu không nổi.
Bây giờ thì mình không có dùng cái bát Goro được mọi người, tại vì mấy cái nón cọc cào thường thì đúng là của moto cọc cào nha, là dòng motocross á, là đâu có cần khí động học đâu. Cho nên các bạn thấy ở mũi là người ta sẽ để thông gió nè, thông gió rồi những cái đường nét để mà lỡ mà có té xuống á là nó sẽ trượt đó, bạn té xuống đất xuống cát á, hoặc là cạ hay là va chạm á, nó sẽ có tạo ra những cái giảm ma sát, những cái viền này nè, rồi những cái đường này nè, té xuống thì nó không có bị khực lại mà nó sẽ trượt đi luôn. Cho nên thường thường thì những cái vị trí này mình gắn vô rồ đúng không, thì những cái dòng này mình không gắn ở ngay cái những cái vị trí này, giống như những cái nón sport hoặc là những cái nón adventure được. Tại vì những cái nón sport xíu nha, hơi ổn. Tại vì những cái nón mà có cái khí động học á thì ở đây họ sẽ làm trơn, họ sẽ làm cái khí động học ra luôn, là cái nhựa ở đây á là nó sẽ bằng phẳng, nó xéo lên đây thì mình sẽ có một cái chỗ trơn để mà có keo á, mình gán vào thì keo nó có dính được. Còn cái con này thì thua rồi, thành thử là mình sẽ dùng cái khác. Thì anh Hải anh đã test rồi, anh test cái dàn này Telesin Vinmo 1.7.8 gì đó không nhớ nữa, thì giờ mình sẽ gắn cho các bạn coi luôn. Tại vì mình không có dùng mao giống như bình thường được, cho nên mình sẽ dùng cái này. Cái này xài sao anh Hải? Đó, nó sẽ như vậy. Hoàn thành thì nó sẽ như vậy nè. Xíu nữa nha, đợi mình gắn xong nữa một chút. Đó, xong. Mình với anh Hải mới gắn xong. Cái màu xanh này nó hơi chôn nhưng mà không sao, kệ. Cũng cứ nghĩ là nó đẹp đi là nó đẹp à. Tại vì nó không có màu đen, nó có màu xanh này thôi à mọi người. Tính ra cũng hay với bộ. Bình thường là chúng ta phải dán từ bên này nè, dán từ bên này xong rồi kéo qua bên đây đó, phiền đúng không? Cái này không cần, chỉ cần cái này nữa thôi là xong rồi đó. Nhưng mà mình phải mua thêm một cái G-mount, cái này nó không có cái G-mount. Bộ này cũng có nè. For action cam. Để mình dùng cái của mình nè. Pro 10 của mình đây. Được chứ. Quay xuống hả? Ờ, này nó lại che mặt rồi đúng không? Bị che mặt mình rồi đúng không? Đúng rồi, nó bị che mặt rồi các bạn ơi. Đó, tại vì cái tối thêm một cái để cho nó cao, cái đế nó cao thêm xíu nhưng mà nó sẽ chỉ cái Đúng rồi. Cái này mình sẽ nghiên cứu lại. Này nó che mặt rồi nè. Cái này phải nghiên cứu lại xíu. Người đào xuống. Đào xuống nó bánh được, nó hơi chĩa xuống. Với lại cái mao trên miệng này nó cũng hơi dở. Mình muốn thay cái khác được không? Lắc thì cũng không lắc đâu, nhưng mà cái này thì lại chỉ xuống quá. Cái này thì nó hơi bị chỉ xuống quá. Nếu mà như vậy thì chúng ta phải nghĩ cách khác. Nó cũng không có được nằm ở giữa nữa. Do cái thế nón nữa. Nghĩ một phần là do cái thế nón. Cái này nó không phải là cái nón sport đó. Cái nón sport là nó sẽ chúi xuống vậy. Còn cái nón này nó nằm ngang vậy nè các bạn. Tầm mắt các bạn là nó sẽ vậy luôn nè. Thì để Vinh suy nghĩ nha. Cái bát Telesin này của anh là nó cũng giống với em đúng không? Y chang được không? Anh lội qua cái bát của cậu. Cái này nè đúng không? Đúng rồi. Biết là cái đế á. Cái đế phải lấy con bông rồi thì nó mới vừa. Không, cái này là tháo ra được không?
này là của nó nè. Cái này của nó thì lại cứng nè. Đẩy lại phải không? Cái gì đúng không? Uống miếng suy nghĩ tiếp. Vậy mình cứ tháo này ra luôn bạn. Tháo này ra thử. Tại vì mình dùng cái bát Ulanzi á, nó kết hợp với lại cái đồ đựng mà các bạn để các bạn thu âm nè. Anh em nào mà đam mê vlog thì sẽ tìm hiểu những cái này để làm vlog nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hướng mình thử. Đó bạn thấy không, nếu mà đúng ra không có cái này nè, không có cái miếng này thì nó sẽ vừa nè, tại vì có cái miếng này nè. Được rồi nè. Nhưng mà vậy á thì mình không có chỉnh được cái góc lái. Vinh sợ là nó Vinh cái này được nè, nhưng mà Vinh sợ là nó sẽ bị chúi xuống quá. Đó, Vinh sợ là cái ấy nè, để mình thử coi cái góc nó có bị khó chịu không. Ok, thử rồi. Mãi lên. Cũng được lên hả? Mà không biết cái góc nó làm sao. Được là rõ đang quay luôn. Nó có vẻ nó bị méo. Nó méo không? Hello, giờ thì mình sẽ test lần đầu tiên quay GoPro trên con Android nó còn cần nha. Là mình test cái micro Pro D, tên tôi là âm thanh nó làm sao. Giờ anh Bo ơi, có gì nhắn em, thì em chạy qua. Nó xăng, hết xăng. Xăng lên 25 ngàn à, làm biến đổ quá. Tối gặp không? Tối nhắn. Không nghe, hỏi tối gặp không? Tối nhắn. Ăn uống bậy bạ, dạo phố. Dạo phố cà cà không? Này mình với anh Hải đi qua đây nhảy nhảy số hết ngày. Coi nên lên gì, lên sao, vân vân. Thì làm gì con chỗ để mà các bạn mệt mỏi buồn phiền nữa bạn. Mà các bạn sẽ chuyển vào buồn phiền cái khác, đó là không có tiền đổ. Giờ tiền bạc mình tôi dọn giữ hết. Quỹ đen cũng không có luôn. Nhưng mà mùa dịch này thì dễ thương chú Lục Kinh trước nhà thờ. Nhưng mà mùa dịch này thì Vinh khuyên các bạn, nếu mà các bạn có vợ á, hoặc là người yêu mà bạn quen lâu á, thì các bạn nên đưa tiền cho người yêu hoặc là các bạn gọi bạn giữ đi. Tại
xích ra ống mới rồi đó mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Nha mọi người, nhớ nha, nhớ ủng hộ mình nha. Rất mong là anh em sẽ bỏ heo để ủng hộ áo, áo của mình, cảm ơn mọi người rất nhiều, rất nhiều luôn. To be right, keeping it low in the night, yeah. So long since I got a glimpse of a light. It's blurring out my eyes. I wish you'd open up a window.